Xin chào anh em, trước mắt chúng ta đang là một chiếc xe Mazda 2 đời 2021. Xe này đã 1 năm tuổi rồi và tôi vừa thoáng qua đây thì có khá là nhiều thứ đồ chơi cho nó. Ví dụ như là màn hình Android này, cam 360 này, hoặc là mặt ca lăng, hoặc là độ đèn. Hôm nay anh em chúng tôi lên một combo màn hình Android cộng với lại cam lùi cộng với lại camera hành trình. Tôi sẽ giới thiệu với anh em ngay sau đây. Cái màn hình Android capo này lắp lên đây thì là cắm jack 100%. Ngoài ra thì có camera hành trình nha, để tôi mở camera hành trình anh em xem này. Đây nhá, chiếc camera hành trình này thì chúng ta lắp vào này, thì hôm nay tôi giới thiệu luôn anh em cách cài này. Ví dụ nhá, chúng ta vào cái phần ứng dụng này, đây vào cái phần quản lý tập tin này, rồi đây có cái phần USB 2 này, rồi có chữ DVR APK bấm vào đây. Đấy thì cài đặt là chúng ta sẽ cài đặt ra là sẽ chạy được, xong là mở thôi. Rất là nhanh. Đó, đây là chiếc camera hành trình của anh phía trước này. Đấy. Ngoài ra thì với chiếc màn hình Android capo này anh em có thể lắp được cả miếng lắp slot cho Android nữa. Thông số của cái màn hình này là RAM 3GB, bộ nhớ trong 32GB. Phân giải của nó là 1280x720 pixel. Màn hình rất là nét. Ngoài ra thì có cái phần mềm chỉ đường của Google. Ngoài ra thì còn cái phần mềm giọng nói đây này. Chỉ đường đi đến sân vận động Mỹ Đình, sẽ ra cái bản đồ cho mình để mình đi, định tuyến định hướng luôn cho mình đi. Đó. Đó sơ qua về cái màn hình Android capo. Ngoài ra cái chiếc xe này thì còn lắp được khá là nhiều thứ nữa, ví dụ cảm biến 8 mắt hoặc cảm biến 4 mắt. Vô lăng này tôi thấy cũng hơi mỏng manh này, cũng có thể là bọc lại da Napa vào đây được. 360 rồi là độ đèn, loa súp nữa, thì có rất là nhiều thứ đồ chơi khác nữa. Anh em nào có nhu cầu thì hãy liên hệ ngay với SK Workshop SK Việt Nam nhé, để chúng tôi tư vấn và lắp đặt. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.